Hỏi mama, mẹ là phụ nữ. nữ. Mẹ. Sao bố lại không có bộ này? Đó. Đây. Được nhé. Phụ mã phía sau. Được chưa? Hỏi đánh số ha. Đánh số không? Từ đó nhớ cho em nha. Nè, chữ mấy là không, hôm bữa học rồi đúng không? Mấy là không rồi. Là không đúng không? Rồi chữ dầu hồi nãy mình học hồi nãy Không, rồi. từ không là từ buông chứ đâu phải là gì đấy. Buông chưa học. Cô là không, mấy là chưa, cũng có thể mấy là mẹ không mẹ luôn. chưa đó. Mà từ đó chưa học nha. Rồi, có cần phải đánh số không? Đánh số từ trên luôn nè. Cái từ trên không hả? biết đúng không? Nét xéo là một, nét móc, nét móc là hai, được chưa? Nét mép bên đây là ba, bốn, chữ khẩu khỏi đánh số ha. Rồi chữ mẩy, ba chấm thủy khỏi đánh số nha. Rồi nét mép bên đây, được chưa? Rồi cái nét gạch trong này ở bên đây. Rồi chữ bộ dầu ở đây mày tiếng dầu học rồi tiếng dầu cái từ trên á thì ti ti hả không dưới từ ti thở 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 hình như thiếu nét thì đánh giá thiếu nét đâu một hai nè hai à. Ba thiếu nét em nói thiếu nét à ba đây một hai ba bốn năm và bộ cậu nhưng mà cái từ thở đó cái từ thở nó sao nó lại viết khác với lại từ vợ đó khác cái từ nào à không đúng 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 sao sao cái này nhỉ rồi đúng rồi đúng rồi hiểu rồi rồi nhưng mấy này cần đánh số phải không 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 cái từ đó rồi mấy giờ mấy giờ là không có không không có thì cái từ mở là cái
từ hầu đó là nó nằm dưới không dạng đúng không? Đúng rồi, nó nằm dưới. Ngoài luôn đúng không? Ừ. Hay là nó dính vô? Ừ. Từ hầu đó là nó nằm dưới thân dạch thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó nằm ngoài thân dạch hay là nó nằm trong thân dạch, hay nó nằm nửa này nửa trong nửa ngoài? Em viết như vậy thì nó đẹp sẽ đẹp hơn. Còn em viết còn sách đó nó sẽ như vậy nè. Có người không viết như vậy, hai chữ này bằng nhau vô một chữ. Người ta viết vậy không sai. Viết như vậy cũng không sai. Viết như vậy thì nó đẹp hơn, nó sẽ cân đối hơn. Em thích thì em viết như vậy. Nhưng mà hai chữ, hai bộ này là một, cho nên mình phải viết áp sát vậy. Em thích viết vậy cũng được mà, thích viết vậy cũng được, nhưng chớ viết kiểu này xấu. Cái này em đi một nửa này thôi, đừng có kéo nó kéo dài. Thì đó, thì ý, nãy em nói là nó nằm dưới, nhưng mà cái mấy thằng nó phủ qua nó không, nó cứ rồi đó. Nó phủ rồi thôi. Nè, biết chuyện đó mà. Cái này á, em thấy nó đẹp hơn cái chữ này
Nè, cái đầu của bộ nữ nó nằm ở trên nè. Thấy không? Thấy không? Bộ thế này nên lùn xuống một chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Xích xuống. Em đâu có xích xuống đâu, em nhận đẹp đâu. Nó xích xuống là cái nếp này nó nằm ngay đây nè. Nó gọi là xích xuống. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Thấy nó đẹp hơn không? Ngoài nam là bà nội. Rồi mai mốt dạy ông ngoại bà ngoại sao? Rồi, đọc ha. Nãy nó kêu quên tịch rồi. Rồi đọc nha. Mẹ mẹ. Mẹ mẹ. Ti ti. Ti ti. Hở. Hở. Mỹ dầu. Mỹ dầu. Dễ dễ. Dễ dễ. Này này. Này này. Rồi em đọc hết từ mới. Được bao nhiêu từ mới rồi? 12 từ. Rồi nó bản nha. Mình tập đọc đi. Mình chữ. Mình chữ. Mình chữ. Rắn. Chê. Lì. Lì. Dầu. 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 Ta ma ma ti ti hở gì dầu mẩy dầu mẩy dầu e e i a e a mà anh may hỏi máy nhá máy máy giờ máy giờ máy giờ máy giờ đọc giống như máy chứ không phải máy đâu máy 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 e i a máy máy em muốn gì sao em ra kịp chữ máy 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 đúng rồi máy 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 đúng rồi máy không phải là máy. Em ghi vậy em đọc thành mấy thì sao? Mấy, mấy, mấy. E, I, A. E, I, A. Mấy. E, I, A. Mấy. Mấy giờ. Ừ. Mấy giờ. Dè, dè. Nài, nài. Dè, dè. Dè, dè. Nài, nài. Ừ. Dè, dè, nài, nài. Dễ dê. Dễ dê là ông nội. Em có ở chung với ông nội không? Dễ dê. Đúng rồi. Ông nội sao dùng cái từ nó có lịch sự. Bởi vậy ta mới hay cái ông dễ dê. Cái ông dễ dê. Nó là dễ dê. Dễ dê. Dễ dê. Dễ dê. Dễ dê. Dễ dê. Cho nên ta mới kêu cái ông dễ dê. Dễ dê. Dễ dê. Rồi. Mấy giờ rồi? Trường 8:45, 3 từ nữa. Không, 3 từ nữa. Dễ ghi thì nó còn nhiều. Nó còn có mấy từ là hết à. 5 từ học hết nha. Thật ra chị ghi hai mấy từ? Có 24 từ à. Thì là thôi, nhanh lắm. Gì luôn. Học hết đi. Không có rồi, làm người hảo nổi nữa. Nè. Một mét nè. Hai nè, ba nè, được chưa? Rồi. Bốn nè, cũ ha. Rồi. Đây, hai cái râu hai bên.
5, 6. Chị mắc, chị bật cái số lên về em viết nè. Đó, hai hàng này đó phải tương xứng nha. Đi cùng. Sữa và số 10. Bộ này học rồi, đúng không? Số 10. Cho nên mới đi nhanh đó chứ. Chữ chi. Bộ này học rồi, đúng không? Cho nên chị biết cho nên mới cho đi nhanh đó, khỏi mất thời gian của mình. Chi là số 7. Xoay. Nhìn phía xoay nè. 1 đó là bộ sơn. Học rồi đúng không? Ok.
dưới. Dịch bộ sơn khỏi đánh dấu nha. 1, 2, 3, 4. Nó giống như cái chữ miễn trừ. Mình chỉ đi tới đây thôi, không kéo dài. Được chưa? Xoay. Xoay là tuổi. Rồi. Xì tua. Coi chữ lượng từ đi ha. Cơ lượng từ nó là cái nè. Rồi, còn một chữ xì tua là hết. 1 2, rồi chưa? 3 4 5, rồi chưa? Tua. 1 2 3. Nét này song song. 4. Nét 4 song song. Nét thứ 2 lặp lại chữ này. 5 6. Đọc là xì tua. U o o. Xì tua là rất nhiều. Tại vì số 1 rồi cái cơ rồi cái chi rồi mình học rồi hết rồi. Ủa, như xì như đẹp à. Kéo nha. Nè, như xì nha. Mất đẹp. Rồi, rồi nét này xong xong nét này áp sát vô. Áp sát vô, kéo dài xuống. Kéo dài xuống hết rồi. Đúng rồi. Đó, nó đó. À, xì to là rất nhiều. Ít. Ô. Không biết đây. Tờ. Nó phải cao. Ô. Đờ. Ô. Ô. Và. Rồ. Đúng rồi. Rất nhiều. Đúng chưa? Chứ mình dừng làm chi nó mất thời gian của mình. Rồi đọc nha. Di. 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 Cung. Cung. Di cung. Di cung. Em cứ biết tiếng Việt nên mốt sẽ dạy cách đọc nguyên âm, phụ âm, cách đánh dấu. Còn cái này là cho em cưỡi ngựa xem hoa để em làm quen á, làm quen với cách phiên âm và đọc. Còn có một buổi đánh dần riêng. Di cung. Ừ. U. Cái từ đó chưa có nghe. U. Xin lỗi. Đất liêu. U. 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 U hay U. 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 Cái đất liêu, vù, 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 nó có rê đọc nẻn, nẻn. Ừ. Còn có rê là nẻn. Đúng không? Không có rê đọc nẻn, nẻn. Ừ. Sữa.
sữa. Chi. Chi. Xoay. 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 Tu. Tu. Xoay tu. Tu lại á. Giống nè. Nó giống như mình ấy, tu lại. Tu lại là nói lại, lặp lại. Lặp tu luôn. Chi nẹn đúng không? Đúng không? Đó, nó. Đấy, không phải nét hành chứ, nét ngang chứ. Đúng rồi, đặt xuống. Nhìn dưới rồi mới đặt xuống. Ừ. Để nét này. À, không. Đây là người cũng như vậy. Nè. Em viết cái đầu chứ. Một, hai. Rồi, trái trước. Đúng rồi, phải. Phải. Rồi. Anh phải lú ra không? Không. Không lú, cái này phải cách luôn nha. Nè em đang lú cái này nè. Em cho nó cao lên chút xíu. Cái nét này nè. Em nhít lên tí để cái nét thẳng này nó dài xíu một chút. Chim nè. Nè không? Cái nét này nó dài nè. Ủa, nãy em hỏi cái nào lú vậy? Có. À, có lú. Có lú. À, em lú là gì? Đúng. Chim nó có rờ thì ra không vậy? Không, nè chim không có rê mà. Chim nể. Ừ, chim không có rê, nể không có rê. Chim nể. Chim nể. Sữa. 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 Sữa không? Đúng rồi. Sữa. Sữa. Chi. Chi. Xoay. 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 Hành thức tư. Xoay. Ừ. Chi. Xoay. Tua. Xoay. Tua. Xoay tua là chữ này. Xoay. Tua. Xoay. Tua. Xoay. Tua. Tua. Tiếng Anh. Xoay tiếng Việt, tua tiếng Anh. Bây giờ em biết đọc luôn á. Dùng gì thì anh không biết đọc luôn á. Hiểu đọc là được. Xoay này là xoay đúng không? Xoay. Đúng rồi, xoay. Chi. 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 Chi nẻ. Chi nẻ như vậy. Em. À, chụp hình. Chúng ta sẽ có một ngày đó mà không, nhưng mà cũng thế nào. Không phải, tại vì mới vô mà cho em đọc mà chữ cái. Không, thì cái đó em hiểu rồi, nhưng mà vấn đề là có. Vấn đề là thấy nó lắm. Với chữ này đẹp quá trời đó. Mà em đều là miễn chư. Đúng rồi. Miễn chư. Ừ. Rẫn. Đâu đọc hết đi. Miễn chư. Rẫn. Ừ. Chê. Ừ. Chê. Lì. Ừ. À,
dầu 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 ừ. dầu dầu ba ba ma ma ti ti thở ừ. mễ dầu đúng rồi dễ dễ à, giỏi vậy một bài luôn rồi đó. Vô đàm thoại luôn. Ngọc là một từ. Tại vì trong cái đàm thoại nó là còn những từ này rác dạo vô để thành một. Đâu? Hiểu không? Vô đàm thoại mình vừa biết nói chuyện vừa học lại từ từ mới. Nếu mà vô đàm thoại là cứ ghi phiên âm tự nhớ thì mới được. Chứ còn ghi